Chào mừng các bạn đến với kênh Thăng Ba Du Việt Nam. Mình là Minh Trí. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu review mở những lá bài của nhân vật Da đen Yuki. Các bạn cần lưu ý rằng trong tất cả những nhân vật đặt ra ra mắt thì chúng ta cần phải ví dụ như là Mai hay là Bakura thì chúng ta cần phải chọn 500 game hoặc là các bạn đặt ra level 55 để mở hôn nhân vật. Nhưng đối với nhân vật da đen Yuki này, chúng ta chỉ cần tạo lại là có thể được chọn một trong bốn nhân vật, tức là gọi là rất hào phóng của nhà fan các bạn. Như vậy là chúng ta chỉ cần tạo một kích mới là có thể chơi được nhân vật da đen này. Mình sẽ đặt tên nhá. Chiếc cặp trái thôi các bạn. Wow, như vậy là ngay từ đầu chúng ta đã có những con bài rất mạnh của da đen Yuki. Đây là con bài thuộc tính địa hỏa, thu hồi dung hợp tốt. Con bài gì đây? Con bài này mình cũng chịu. Có rất nhiều loại bài Uro cho chúng ta các bạn. Hình như chúng ta chơi con bài da đen Yuki da đen là được rất nhiều bài ngon. Chúng ta sẽ mở gói luôn nha. Chuyện thế nào? Những trận đấu đầu tiên của nhân vật da đen, thân bài da đen. Tuyệt vời, những con diễn biến rất đẹp. Bấm thử nhá. Tạo gì đặc biệt. Như vậy là đây là con ba thuộc diễn biến thôi các bạn. Các bạn nhìn danh sách trung hợp của nó này. Quỳ một đụng dung hợp tới các bạn. Gì đây? Nó đưa vào mồ con này. Ta là thân bài da đen, thân bài Du Việt Nam chơi nhân vật da đen Yuki nên mình gọi tắt là thân bài da đen. Thân bài da đen tiến lên. Các bạn đã được xem video giới thiệu nhân vật da đen Yuki. Đây là nhân vật sử dụng những con bài hero element. Chúng ta có thể dùng từ siêu nhân hoặc là từ anh hùng. Tuyệt vời thôi các bạn. Khi chúng ta chọn nhân vật Yuki da đen Yuki này, chúng ta được tăng rất nhiều những lá bài. Khi chơi nhân vật khi chọn nhân vật như Yuki cái ba hay là dường như chúng ta không được nhiều bài như vậy. Chúng ta sẽ nhận qua nhá. Bây giờ mình sẽ nhập được tính là mình sẽ nhập mã mơ nhá. Có lẽ mình sẽ lấy mã mơ của mình sẽ sang cả bạn đời mình sang server cũ để mình lấy mã mơ đấy nhá. Mà
50 là 3CP, 3CP M6. Hai mươi gam và hai nha, hai gót. Đây là hoạt động mà bên tròn để nhìn qua, chúng ta kết ta bên tròn đạt sẽ được 100 gót. Tạo hình của những bậc Yuki da đen rất tuyệt vời thôi các bạn, mình nghĩ như vậy. Những con voi tạo hình gọi là rất chất, cực kỳ chất lượng. Khi chúng ta chơi Yuki, Kaiba hay là Yunichi thì chúng ta không thấy được sự chất lượng như những con voi này, rất tươi mới. Đặc biệt là các bạn thấy sự giống hợp của con voi này, của những con voi này, hầu như những loại voi nào cũng có sự giống hợp. Từ con Shida cho đến con Ur. Một đụng giống hợp thôi các bạn. Như vậy thì mình có thể gọi đây là những lá bài anh hùng giống hợp, sự đoàn kết của những anh hùng. Cái quất theo gì đây? Như vậy là con bài Frodo đưa một lá bài vào mù. Các bạn nhìn sự dung hợp của nó này. Quy một tỷ con bài dung hợp. Và như vậy là khi chúng ta ra con bài này, cứ một con bài này trên sân, nó sẽ tăng cho con bài này 200 mã tích. Gì đây? Cũng giống hợp được nhỉ. Là thêm 200 mã tích các bạn. Đây kiểu như là con bài của Amazon, những chất lượng Amazon rất nhiều. Bây giờ có vẻ mình đã thích thú với con bài này rất nhiều. Quả đã, những lá bài quả đã thôi các bạn. Con bài Esther được thấy như mình đoán đây là miễn nhiễm phép với 7. Có thể là 7 hoặc là phép. Sau khi các bạn xem video này, các bạn đừng bỏ server Yugi hàng năm Việt Nam mà sang tàu chơi nhá. Thực sự những lá bài của da đen Yugi là cực kỳ tuyệt vời. Mình chưa nói đến vấn đề chất lượng lá bài, sự mạnh yếu lá bài như thế nào, nhưng những lá bài của da đen Yugi là có tạo hình gọi là sự khác biệt đột biến các bạn. Mình có thể dùng từ đột biến. Người theo hương hoa mây mù dâng lối, làng sương khói phôi phai đưa bước ai xa vời. Này giờ chúng ta vẫn chưa đủ điểm trùng hợp. Vẫn chưa đủ nguyên tố để trùng hợp.
Nếu như các bạn chưa biết thì mình xin nói thêm rằng ở server Trung Quốc, những con bài như tấm nhạc, bài nguyên liệu dung hợp, tấm nhạc hay chuẩn bị dung hợp rất là dễ kiếm. Chỉ cần chúng ta cày cũng nạp tiền trong vòng khoảng nửa tháng là có thể kiếm được full bài. Mình khẳng định như vậy. Nên Yuki Yudai này, Yuki da đen này rất hợp lý. Theo như bản top này mình dự đoán rằng server này vừa ra hôm nay bưng người người nhà nhà chơi da đen Yuki. Đây là nhân vật sao như nhân vật như vậy nhỉ? Đây là những lá bài của Benikel. Đây, đây là những lá bài của Pikachu. Và đây, đây là bản thân từ của da đen Yuki nhá. Ở level 10 chúng ta có được con bài bậc thầy dung hợp rất tốt, một con bài rất tốt. Con bài này theo như mình thấy là một số cao thủ tao cũng đã dùng. Đây là 30, một con bài dung hợp. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ? Bỏ đi một con bài, xem những loại bài mà nhà phát hành tặng chúng ta nhá. Ban đầu rất tốt, thật là không như những loại bài đều rất tốt, khá xa cho với những con bài của Yugi, cái bài là Yuranchi. Mình sẽ tiếp tục làm nhá. Sắp tới có lẽ mình sẽ làm nhiều video hơn về da đen Yuki này, vì cũng có khá nhiều bạn yêu cầu mình như vậy. Con bài cái mũ này là đưa một con bài vào mũ. Mình chỉ biết tính năng cơ bản của nó như vậy. Con bài này thì không biết. Nếu như các bạn đã đang đọc truyện hay xem phim thì các bạn sẽ rõ hơn mình. Nhưng mình chỉ biết đến game Yugi qua truyện vũ ra chơi. Tiếng hát buông theo làn gió bay, thuyền ai qua lối sông anh chắc phải nơi này. Đây là con bài rất đẹp thưa các bạn. Tuyệt vời, quá tuyệt vời, không thể tin được. Bây giờ mình đang rất hứng thú về những con bài này, da đen Yuki này. Mình tin rằng các bạn xem video có thể các bạn có thể cảm nhận được sự hứng thú khi xem những con bài này. Những con bài cũng nạp tiền nhưng mà rất tuyệt vời. Tiếc là ở Việt Nam chúng ta không có. Như vậy con bài nên trừ đối phương 400 mất tích. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao, dù đang bóng. Bài này bạn này hơi xì đa. Mình sẽ khóa con bài này, kéo nó tấn công. Quỳ. Nó không ra bài cho chúng ta. What the hell? Đây con cú robot cảnh gì đó. What the hell? Anh không của tôi đâu? Nhưng anh không của tôi đâu? Chúng ta còn một con bài 7 sao với tất cả cao.
Như vậy là con bài ô này, có chữ O này là gọi ra điểm sao nhỉ, gọi một con bài hero từ một con bài này. Các bạn lưu ý kỹ năng của nó nhá. Gọi một con bài ít hero từ một chúng ta vẫn chế độ nguyên liệu được giống hợp. Sắp tới mình nghĩ rằng mình sẽ làm nhiều video hơn, mình sẽ cố gắng nghĩ ra nhiều nội dung hơn về nhân vật Gia Đen Yuki này. Các bạn nhớ đón xem nhé. Đó là con bài thời gian lên hồn. Con bài này giảm mà không phải. Ủa tại sao nó không giảm nhỉ? Như vậy có thể nó giảm chỉ giảm những con, chỉ giảm những con bài thuộc tính mà thôi. Ví dụ như là dọn nó giảm 400 mắt tích của chiến binh chẳng hạn. Mình nghĩ như vậy. Mình không bao gì đây. Không biết, chúng ta không biết được kỹ năng của nó. Bài bạc thế này thì chết cả ba. Làm sao mà đánh đây? Nhưng chiến binh của tôi đâu? Hero Element. Đây là con bài rất đẹp, tạo hình tuyệt vời, thật không thể tin được. Này thì hình ảnh nãy giờ, đến lượt anh phản công. Quarter bài gì đây? Có một cái sáu, đội có một cái sáu, đùa nhau à? Con này kỹ năng bình thường nhưng có thể dùng hợp được rất tốt. Mình sẽ đánh tiếp nhá. Chúng ta sẽ không thành công. Quỳ. Như vậy là theo như mình đoán thì khiến đó là khiến bảy chứ không phải là khiến phép. What the hell? Người ơi, khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Dòng đời là chuỗi tiếng nhớ. Cảm ơn các bạn đã xem nhá. Vừa rồi mình đã review với các bạn về nhân vật, tạm thời review với các bạn về nhân vật Gia Đen Yuki này, hay còn có một tên khác là Yudai. Mình đã mở nhân vật này và cái được level 7. Sau video này mình sẽ làm thêm nhiều video hơn về Gia Đen Yuki. Nếu như các bạn muốn mình review video gì hoặc là các bạn có ý tưởng gì, có ý thì các bạn hãy comment bên dưới nhá.
Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Nếu như các bạn thấy video này thú vị và vui vẻ thì hãy share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.